Thưa quý vị, đây là bối cảnh mà có lẽ sẽ chưa xuất hiện trong những phần 2 chúng ta của 8 năm sau. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta là diễn viên Mạnh Trường. Mỗi ngày gia cun, mỗi ngày khỏe mạnh. Bây giờ hãy cùng với Thụy Vân đột nhập xem là mọi người đang chuẩn bị để quay những cảnh tiếp theo như thế nào. Lúc này thì diễn viên Mạnh Trường đang trang điểm chuẩn bị cho cảnh quay của mình. Mời ạ. Đây, diễn viên của chúng ta đây rồi. Chào anh Lâm của 8 năm sau. Chào em. Bây giờ phải hỏi ngay anh Mạnh Trường là điều gì ở bộ phim này đã thu hút anh và anh nhận lời để tham gia? Với cái đề tài tình yêu, thanh xuân, rồi sang phần 2 thì nó lại là những cái câu chuyện rất là sâu lắng, rồi cũng một chút drama. Thì với tất cả những cái màu sắc như vậy, nó tạo nên một cái bộ kịch bản mà ngay khi bọn anh đọc những cái tập đầu trên tay thôi là đã cảm thấy rất là thích rồi. Cho nên là khi anh nhận được lời mời là anh ok ngay. Không phải suy nghĩ gì luôn. Quý vị có thể thấy là Thụy Vân và anh Mạnh Trường hiện nay đang trò chuyện với nhau trong một bối cảnh ở ngay giữa đường này và bên cạnh đoàn làm phim. Mọi thứ nó rất là trộn rộn, thế nhưng mà chúng tôi tin rằng là quý vị sẽ cảm nhận về cái không khí đoàn làm phim rõ rệt hơn. Bây giờ thì Thụy Vân rất là muốn hỏi anh là vậy thì nhân vật Lâm trong Chúng ta của 8 năm sau nó sẽ khác với những hình ảnh mà anh đã từng thể hiện như thế nào ạ? Cái phần thanh xuân giai đoạn 1 nó thiên về hình ảnh soái ca, thiên về yêu đương bay bổng, một cái hình ảnh nhân vật Lâm rất là đẹp. Còn sang đến phần 2 thì bọn anh không xây dựng nó là một hình ảnh soái ca nữa. Và khi mọi người xem thì cũng thấy là một cái nhân vật nó cũng phong trần hơn, nó bộn bề với công việc hơn và nó không còn là những cái hình ảnh kiểu như là tổng tài hay là một anh chàng con nhà giàu lịch lãm đẹp trai nữa. Anh thích cái điều đấy của cái nhân vật Lâm bởi vì là anh thấy nó rất là đời. Em hỏi thật nha, anh có một chút áp lực nào không? Vốn dĩ phim chia thành hai phần như vậy, cái tâm thế khi bọn anh nhận kịch bản, nhận phim là bọn anh đã tính ngay đến cái trường hợp là chắc chắn là khán giả bao giờ vậy, họ cũng sẽ so sánh giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Thì với bọn anh cái việc đấy bọn anh đã quá quen. Và cái việc mà khi phần 1 lên sóng mà được khán giả đón nhận, khán giả thích như vậy thì nó là cái điều tạo động lực cho phần 2 bọn anh rất là nhiều. Với anh thì chưa giờ anh coi đấy là áp lực cả. Kể cả là vẻ đẹp của quốc không anh. Chắc chắn vẻ đẹp thì đương nhiên mình thì chắc chắn mình sẽ phải già đi, còn các bạn trẻ mới lên thì chắc chắn là cái vẻ đẹp tươi mới và đặc biệt là những cái mới mẻ của các bạn khi mà khán giả đón nhận cái ban đầu thì đấy là điều chắc chắn. Anh có biết là khán giả đã nhận xét ánh mắt tình rất tình của anh như nào không? Anh cũng chưa để ý lắm. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ạ. Nhìn ánh mắt Mạnh Trường mình thực sự rung động, quá cảm xúc. U mê Mạnh Trường, đặc biệt là ánh mắt của anh ấy. Nhìn ánh mắt thôi cũng thấy đau lòng muốn khóc rồi. Bao giờ cũng vậy, những cái bộ phim mà có những cái đôi trẻ yêu nhau ấy, nó sẽ rất là nhiều tình tiết xoay quanh đấy, từ việc thả thính, từ việc yêu nhau, từ việc lãng mạn. Nhưng đến khi cái phần 2, những cái tập đầu là hai người đâu có va với nhau đâu, không có cái gì để mà diễn với nhau cả. Thì mình phải tìm ra ngay là nó chỉ có đúng một điểm thôi, phải cho Lâm khi mà gặp lại Dương là lúc nào cũng sẽ phải đầy ắp những cái nỗi niềm như vậy. Và nó cũng là cái cớ để sau này mọi thứ lại tiến triển tốt đẹp lại với nhau rồi lại yêu nhau lại. Anh nghĩ khi mà lên phim và được mọi người đón nhận như thế thì đó cũng là một cái thành công nho nhỏ của mình khi bắt đầu xây dựng cái nhân vật Lâm của phần 2. Trong những cái tập đầu tiên của phần 2 em thấy là chủ yếu toàn dùng mắt, chỉ riêng ánh mắt thôi. Em thấy lúc thì theo dõi Dương từ xa, lúc thì lái xe, lúc thì lại nhìn thấy Dương. Lâm của phần 1 thì được dùng cả môi. Lâm phần 1 dùng môi rất nhiều. Thì Lâm phần 2 có dùng môi có. Lâm phần 2 chưa có một tí nào dùng hay môi là chưa đến cả. Lúc. Cho đến bây giờ anh tập hai mươi mấy rồi cũng chưa hề được dùng môi, cho nên là phải dùng mắt thôi. Diễn bằng ánh mắt là khó không? Thật ra thì đối với diễn viên thì cái việc biểu cảm bằng con mắt là cái điều rất quan trọng. Vì nó là cái tất yếu của một người diễn viên, nó là cái truyền tải toàn bộ cảm xúc để mà khán giả họ cảm nhận được trên cái gương mặt mình vui buồn thế nào, rồi hạnh phúc thế nào, đau khổ thế nào, thì nó chỉ duy nhất là con mắt thôi. Thì anh nghĩ đấy là cái điều mà rất là quan trọng với cả người diễn viên. Em thấy có một cảnh rất là thu hút, đó là cảnh mà Lâm bế Dương trong cơn mưa. Cơn mưa đấy là cơn mưa nhân tạo đúng không ạ? Có một kỷ niệm nào vui trong cái ngày quay đó không ạ? Đấy, có một cái kỷ niệm vui mà anh đã chia sẻ lên Facebook ấy. Yeah. Thì hôm đấy cũng rất là buồn cười là trong khi Huyền thì quay một phân đoạn rất là nặng nề về cảm xúc, ngồi bến xe buýt rồi hồi tưởng lại cảnh bố mẹ mất, khóc nước mắt lã chã, trong khi anh ở hậu cảnh thì anh đang ngồi nhân biến
Thì hôm đấy cũng rất là, cũng là tình cờ thôi, vì đúng cái lúc đấy là cũng là đến cái giờ ăn của mọi người, thì sẽ tranh thủ khi mà anh Huy anh quay lại ông cho Huyền xem thì mọi người rất là vui. Em hỏi thật nhá, một người mà thường xuyên đóng vai soái ca và hay đóng cặp với các nữ nghệ sĩ rất là trẻ và đẹp ấy, thì thường là bà xã có ý kiến gì không? Rất nhiều người hỏi câu này. Nếu mà như ngày xưa ấy, thời mà vẫn còn là sinh viên làm những cái phim đầu tiên ấy, hỏi là bạn gái có ghen không thì nó mới hợp lý. Chứ còn đến bây giờ khi mà bọn anh đã ở bên nhau quá lâu rồi và vợ anh theo dõi hết quá trình làm phim của mình bao nhiêu phim rồi, thì đến bây giờ cái việc có ghen hay không nó là hơi thừa thãi. Có bao giờ hai vợ chồng cùng xem xong nhận xét bảo ôi anh diễn cảnh này là chưa tình cảm lắm này? Có cái đấy là có. Và phải nói thật là vợ anh là khán giả rất là khó tính luôn. Bản thân nhiều khi mình xem mình thấy là cảnh này mình diễn cũng ok rồi, nhà vợ anh lắc đầu và anh bảo là không, cảm thấy chưa ưng ý. Bởi vì là cô ấy lại là cái người tiếp xúc với mình nhiều nhất, hiểu mình nhiều nhất. Chính vì thế khi mà mình diễn trên phim là sẽ bảo không, bọn này anh diễn cảm thấy chưa tới. Đấy, cho nên là thôi, có một lần anh đã từng chia sẻ là vợ anh là một trong những khán giả khó tính nhất ấy, rất khó tính luôn. Gần như những cái phân đoạn nào anh làm mà để mà nói là cho vợ anh mà khen được ấy là ít lắm, không nhiều đâu. Em phải cảm ơn chị Nhà, khán giả cảm ơn chị Nhà vì nhờ có chị Nhà mà chúng ta có những vai diễn rất là đỉnh của anh Trường. Quay trở lại với bộ phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau, với anh thì cái khó khăn nhất khi mà thể hiện vai Lâm trong bộ phim này là gì ạ? Cái khó nhất là cái giai đoạn đầu của cái phần 2 này nó chưa có nhiều đất diễn cho cả hai nhân vật. Khoảng chục tập đầu là gần như hai nhân vật Dương với Lâm nó không va với nhau quá nhiều. Nó chỉ có một vài đoạn mà để mà thể hiện cái cảm xúc trong đấy thôi. Thì đối với anh có lẽ nó là những cái rất là khó. Còn đương nhiên sau này thì khi bắt đầu câu chuyện nó vào, nó sẽ có nhiều những tình tiết hơn, thì lúc đấy thì mới bắt đầu có nhiều cái đất để cho mình thể hiện nhiều hơn nữa. Lúc đó thì mới biết là anh Mạnh Trường sẽ thả thính như thế nào ấy, đúng không ạ? Như thường lệ thì Chuyển Động 24 giờ bao giờ cũng sẽ có một thử thách dành cho khách mời của mình. Anh có sẵn sàng tham gia thử thách này không ạ? Ok, anh sẵn sàng. Bây giờ thì Chuyển Động 24 giờ sẽ cho anh Mạnh Trường xem lại đoạn mà Quốc Anh và Thụy Vân đã đóng cảnh tán tỉnh với nhau. Và nhiệm vụ của anh Trường là cũng sẽ diễn lại đoạn đó để xem rằng là Mạnh Trường mà thả thính thì sẽ như thế nào ạ? Quốc Anh đã từng thả thính em ạ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quốc Anh từng thả thính em. Anh nói là anh bận cơ mà sao anh lại xuất hiện ở đây? Là vì anh sợ anh sẽ bỏ lỡ những điều quan trọng khác. Quan trọng gì? Là em. Và bây giờ diễn viên Mạnh Trường đã sẵn sàng với thử thách của Chuyển Động 24 giờ và người đóng cặp với anh ấy không ai khác là Thụy Vân. Anh sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Hô đi nha các bác, hô đi nha. Hô đã. Máy xong rồi. Hô đấy, có hô đấy. Đây có hô đấy chưa? Máy xong. Bây giờ bắt đầu, Thụy Vân đang chạy. Anh phải chạy theo. Anh bảo là anh bận cơ mà sao anh còn đến đây ạ? Anh sẽ bỏ lỡ điều rất quan trọng. Là gì ạ? Đấy chính là em cứ tưởng hôn đến nơi rồi, em tưởng được hôn đến nơi rồi. Bạn. Anh bảo anh bận mà sao anh lại đến đây ạ? Vì anh sợ là anh sẽ bỏ lỡ một điều rất quan trọng. Là gì? Chính là em. Vâng, thưa quý vị, như vậy là cũng không khó để diễn viên Mạnh Trường của chúng ta vượt qua được thử thách của Chuyển Động 24 giờ. Quý vị thấy như thế nào ạ? Tôi không dám nhìn vào ánh mắt của anh ấy vì tôi sợ mình sẽ tan chảy mất. Rất là cảm ơn anh Mạnh Trường với cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Xin chúc cho anh Mạnh Trường sẽ khẳng định được tài năng cũng như là tâm huyết của mình với vai diễn Lâm trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Chắc chắn là chúng tôi sẽ còn theo dõi vai diễn này ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em và cảm ơn khán giả của Chuyển Động 24 giờ.